thôi, đương nhiên là sẽ học theo, nhưng mà tôi thấy cứ thấy buồn cười thôi. Và thậm chí có một hôm là cái bạn đấy bạn chat lên là nó còn lười không nói chuyện với tôi nữa, à, giống kiểu thế. Sau mới chat tôi hỏi là ủa nó cũng lười hả? Xong kêu là giống kiểu là nó à kì, bạn ấy bảo là nó không nói chuyện nữa, nó dỗi, nó không thèm nói chuyện với bạn ấy nữa. À, tôi mới hỏi là ủa boss mà kiểu giống kiểu nó cũng có thể dỗi đến mức mà không nói chuyện với mình à? Thì bạn ấy kêu là không, kiểu nói thế thế thôi chứ nó lười mà. Thế mình bảo là ủa vãi, boss cũng lười hả? Nên là tôi không hiểu bạn, tại vì bạn ấy chat toàn bằng tiếng Việt thôi. Bạn chat bằng tiếng Việt mà boss nó chat mở lắm. Sau kiểu tôi đọc mấy cái, thực ra thực ra là bạn ấy ship Gian Trinh với lại Dinh Doan đi, cho nên là mày toàn 18 cộng trong đấy thôi. Tức là hai con bốt người nói chuyện với nhau, bạn ấy chen vào ấy, kiểu kiểu vậy. Rồi bạn ấy còn dạy hư thằng con bốt Ngạn Khanh nữa, buồn cười vãi luôn. À, nên là tôi mới thấy thú vị, tôi mới tìm hiểu. Cái đống bốt là tôi cũng lập ra để làm trò đấy. Tháng đó không nhờ. Em Bun hả? Vâng. Thôi em trễ rồi, bây giờ nãy mời chục lần không vào, giờ người khác vào full team rồi. Ôi giời, đã gọi ngay em kìa. Em đi phố đi bộ về mà. Biết gì đâu. Đi với người yêu á? Đi ra nhỏ luôn. Vâng, đi với người yêu. Trời ơi, sướng vậy, tình nào cũng được đi chơi hả? Nó hay rồi đây này. Ở gần nhau đi thôi chị. Ai, sẽ tranh thủ đi em. Vâng. Nói chung là chị thấy kiểu yêu đương hồi kiểu sinh viên các thứ là sướng nhất, tại vì lúc đấy chưa phải lo điểm xanh rồi ai đó. Đó là đúng đấy thật. Kiểu cảm giác mình vẫn được ăn chơi cái thứ ấy, mà không phải lo cái chuyện tiền vẫn phải lo một phần. Đợi xem nó bán điện đổ gì mà mình có nên đổi trước không nhỉ? Hay nó không bán điện gì luôn đi. Không bán điện gì nè chị, em đang hạt ngảo đó đây. Không bán điện gì, em có thể sờ điện đỏ để em phải được một lít nữa. Chị nói em mới nhớ. Ủa nó mang 9 giờ hả? Mình... Sao tự nhiên nghe bong bong rồi? Úi xời. Bị con mù đập cái ba lét là hơi quê nha bạn. Đúng. Cái này mình công nhận nè. Nào chị xong máy chị ra support em. Mặc dù chúng sinh bình đẳng nhưng mà con mù được thả vẫn sống. Chúng sinh mở lên. Mở lên tẹt rô à? À. Điện đỏ vẫn đỡ được một hit nữa. Yeah. Em sợ à? Rồi, bây giờ nó mà bấm điện đỏ thì mình đổ điện xanh này. Điện đỏ có đỡ được không nhỉ? Ê, đỏ. Rồi. Ý thì chết. Rồi xong máy rồi. Còn tôi chứ. Tôi cứu cho. Tôi ngay cạnh nó rồi. Ở đây à? Ủa? Sao anh Michi mất điện rồi? Sao lại mất điện vậy? Bà đi tôi cứu cho. À. Rồi thôi xong. Ba sọ. Mày đây. Cứ sạch nó đi chị ơi, cho nó đu mắt luôn cũng được. Nó lừa đèn em mà. Trời ơi, lừa đèn con mù, mặn nha chị. Lừa đèn con mù là hay mặn nha. Ủa chưa chết hả? Chưa chị. Đi. Ủa? Đi, lên ghế thai, đi, đập máy. Rồi, bún điện. Thế vào đây hưu này. Sao tạch rồi bà ơi. Hưu thôi, nó đang dí con mù mà, hưu đi. Bây giờ mù ăn điện đỏ rồi xong. Bà đổi điện đi. Ô, không có đổi. Chỉ luôn. Hưu chị này, Michiko ơi. Hưu đầy luôn đi, lấy sọ cho mỹ nhân. Ôi, cái gì đấy? Đây. Ê, từ, em làm thế thì chết chị rồi. Mẹ ơi, cái tên mượn dao giết người. Chiêu. Con chó mày kìa. Kìa. Lại móp nhau. Em móp chị, em đừng có thả 500 vào đường luôn em.
Rồi anh ơi tiết kiệm 500 vậy em cái. Còn mùa ca trái máy đủ rồi anh. Trời ơi nó thả 500 ra như kiểu nó sao phản cảm á. Rồi thả rồi. Thả rồi. Ây. Thả thì chết rồi. Từ em gần dậy được rồi, Dậy luôn đi lại còn gần. 29 giờ à? 9 giờ chị. Gần dậy mà. Gần mà chị, em kêu gần dậy chứ sắp dậy đâu. Gần dậy là bao lâu thì dậy? Tát làm. Ôi trời ơi. Thôi chiến binh này mình chê. Chiến binh này lạ quá. Con chiến binh này hơi lạ. Con chiến binh này hơi lạ. Biết hết cha mà. Rồi chị chết luôn. Ê, cái gì ấy? Cứ dậy được thì dậy đi ơ kìa. Mỹ nhân chưa dậy được đúng không? Ồ, thế thì nó chưa treo mù lên cái lần cuối thì vẫn đang chơi được. Đừng cứu kẻ đó. Ủa, chết mẹ, giờ sao? À, chị đi cứu đi. Cứu làm sao được, báo này sao mà cứu? Cho cứu thì chị nó mệt. Trời ơi, con mù ca trái máy, đồng đội báo hết hồn. Chị mù ca sao? Mình không cho nó dậy đi bà chạy đi đâu vậy? Mình đi báo. Mình báo chị mù cho vui. Trời ơi. Nhiều sọ lắm. Con mù đã cai Hermit đã là một đã là muốn tăng huyết áp rồi đó. Đúng rồi, mù cai Hermit đã tăng huyết áp rồi. Rồi. Gì ai đây? Hưu đuôi hưu nhau này. Đây hưu. Chúng ta em đi. Chị ra đây em đề nghị nên hiến đầu vàng. Hiến thì may có xong đâu. Ôi bỏ tay, nó bỏ rồi. Chiến binh này hơi lạ. Đuổi ai? Mấy bạn mình bạn muốn mình chơi hay mình chỉ có con đi sơ con đồ cổ mấy bạn. Nó giết tôi, bạn về hưu đi, nó giết tôi. Ôi dính điện đỏ rồi. Bỏ tôi rồi. Trời ơi, có mù ca 126 giây, đồng đội báo hết hồn. Hỏi thằng đào vàng trận này báo nhất. Phí 500 nhất. Nào, lục ra kim tiêm nào. Ôi giời ơi. Mỹ Nhân ơi, ra đây hưu này, Mỹ Nhân ơi. Bà sờ điện chi vậy? Giờ kim tiêm cũng vô nghĩa rồi. Được, kim tiêm vẫn chơi được mà. Ô, nhưng mà chào là... Đổi điện đi, không hai đứa chết rồi. Vật cho cái sò chạy sao đó. Ây da. Cũng đầu vàng chết rồi. À. Yamedo. Thôi ra report. Nói chị đang toxic mà đây đi báo đồng bọn. Thôi chị ra đây, ra tự sát đi chị, bắt chuẩn sát chơi. Chứ chừng này em cay xong em thấy vô nghĩa quá. Mời quá. Còn hai máy như thế này thì chơi gì nữa. Cách để win nhà. Ra gờ đi chị, tự sát đi. Cái trận này em cay cũng như là vô nghĩa cực kỳ luôn á. Đây, tao tôi đang tôi đang giúp bạn cay lâu hơn đó. Cay về miền cực lạc à. Ây da. Cho tôi rất sợ lắm em biết. Nó không cay được đâu chị. Úi xời ơi má. Rồi chết điện nó gờ. Ủa sao sợ đâu? Bốn sọ ra chừng gà con. Trời ơi, bốn sọ. Bốn sọ ra chừng gà. Thôi cho tôi xem. Cái tầm đánh nó xa hơn đường sọ bạn. Trời ơi, là trời. Tầm đánh nó xa hơn. Cái này không phải người kẻ đầu dèm là kẻ đào mộ, rồi đào mộ đồng đội không ạ? À? Đào mộ đồng đội. Lâm mộ cùng tình. Nó bắn điện gì đấy? Thế nào cũng đèn đỏ à chị ơi, đỏ, xanh. Đỏ mới là xanh. Gì vậy? Bị dơ, bóp mà. Máy này máy nào người ta? Máy cuối mát rồi á. Không xong được nữa, còn tự dậy đúng không? Rồi nó bún éo à chị nè. Tự dậy rồi. Không. Trời ơi, ánh sáng của đèn. Á, không tới. Yêu à. Trời. Chiếu đèn pin nhưng mà không tới. Mệt quá. Nó cười mệt luôn ạ, trời ơi. Cái tên này chả khác nào muốn giao giết người.
nên suy nghĩ coi nên lên con mù 3 điểm đặt ba lét không ta. Em đạt được thì em hãy lên. Chị thấy khó đấy. Tôi chỉ nè. Ê, em xin mình vậy. Mù có chắc là bấm được nút chuẩn không để chơi con này. Em sẽ chỉ mọi người thế nào là cách chơi cổ động viên siêu mạnh. Mù có bấm được chuột chuẩn không? Được. Okay, là sao chị không hiểu? Chơi thằn lằn để cho mù có cái khiên nữa. À, thì cứ thả thôi. Nó bấm được hay không là vấn đề kỹ năng. Nói chung là con mù em dễ bấm hơn mấy con khác. Tại em thấy tụi nó giờ tại là em thấy người đó chết là em búng gà liền. Chị thấy giống nhau. Sáng mắt hay không thì vẫn thấy nó giơ tay lên mà. Hãy đi 5 năm. Hãy đi 5 năm vô mọi người. Đi 5 năm gặp Kayashi. Ồ chơi hàng nào? Kayashi chơi hàng nào? Chơi hàng bồ của Kayashi. Ồ, tưởng là vậy thì tưởng là Kayashi chứ không phải là bồ. À ý là tưởng là bồ Kayashi chứ không phải là Kayashi. Sao biết là nó nói à? Mà con này thì nó trắng. Trời, bồ Kayashi có bao giờ chơi nhiều ở đâu? Mấy bây giờ toàn đi đâu không à? Đi coi phim không à? Đi coi phim với người yêu đồ tầm lâm mà. Hai người ác thật tư. Máy tôi không có tiền. Nó thấy tôi rồi mà con này. Có cái gì vậy? Máy tôi không có tiền rồi. Chị mô đập gãy nó đi chị mô. Ơi, ủa? Đập cho người ta nó điếc luôn hay gì trời. Thế nó đang nhìn máy rung như thế nào? Ây! Ủa sao tôi không đặt được cái đèn pin ta? Chỗ đó hả? Nó không đặt được. Gì vậy con Mỹ mù này? Kệ. Okay. Mấy người làm được. Gì tôi chần nãy tôi làm lại mấy người như vậy thôi. Bị choáng rồi. Chỉ có sờ ánh sáng của đảng vô mắt nó thôi là khỏi bắn chị. Chị mà chơi cái map con gì cái này phải là map con viên ánh trăng á, vòng vòng cái đuôi quay được hả, đuôi quay không quay được á, chiếu đèn pin nó sẽ chết. Ơi nó không có dí đường tôi nè, đập gậy đi chị bồ. Bỏ đang nhìn máy. Đập gậy tiếp đi chị. Đừng đánh cái gì, không hiểu. Chị đập đi chị. 14 giây kêu xóa xong 20 giây kêu đập tiếp. Mày đập bằng thiên tinh à. Ê, nó đang bắn kệ đi đâu kìa. Nó đang đứng im rồi, nó đứng nó đánh. Đi rồi. Đâu có dí được đâu. Đi rồi. Bắn điện còn bị... Nó đi chưa? Ủa, nó đi chưa? Nó đi rồi mà, còn nó đi đâu sao chị biết? Ơ kìa. Đi rồi. Ra đây đập máy với tôi mà hưu này. Ru. Sang đây đập máy với tôi mà hưu này. Báo không mà. Quỷ thì. Quỷ nào không được. Chiếu đèn cho không làm gì được luôn. Chơi nhưng mà có phải thằng hơi biết khi nãy không đấy nhở? Hay tên khác? Nó biết nó chứ ai chị? À nó. Trần lần này chọn nhầm nền văn minh rồi. Trần nãy chọn đúng nền văn minh mà gặp một đội báo rồi. Trần chọn đúng, còn đồng đội báo trần này. Rồi hiu. Không có đội, cái gì? Cố cai để sờ máy. Ủa từ sao em lại ấy điện? Sao em lại bỏ điện ra vậy? Cái báo đó vẫn chết như thường mà chị. Đâu, mau lên 4 người đỡ được mà. 3 người đỡ được. Nó lại đứng im rồi. Báo màn, con quỷ mụ muốn hãm hại. Ủa Trần này, hồi nãy mấy người hãm hại tôi chi, giờ tôi hãm hại là mấy người đó. Nó đứng im, nó lại đứng im kia kìa, Hunter nó sao ấy. Hồi nãy tôi đây giúp bạn ngon rồi. Hồi nãy nó đánh tim mình không trượt phát nào mà. Hồi nãy đào vàng giúp con mụ về tim. Hôm nay nó lag à hay sao đây? Đứng im nãy giờ này. Đang đi cốt cảnh Hunter này. Hàng gì? Chị biết là xíu nữa nó bắt. Đập máy chứ cổ vũ chi vậy? À Hiu này, đứng im đi. Biết đâu, đừng có làm nữa. Biết đâu Hunter nó tỉnh ngủ.
đâu à? Đâu à? Sao vậy? Chơi đánh chơi game. Game chứ. Của đảng sao chắc giác ngộ rồi.